Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu qua một số ghi nhận ngắn về nhu cầu của các bậc phụ huynh Việt Nam về việc cho con em mình đi du học và liên quan đến giải pháp tài chính tích lũy cho cái kế hoạch tài chính cho con em mình. Thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi với anh Phan Phúc Hải, là trưởng phòng huấn luyện kinh doanh của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng. Rất vui được gặp anh Hải trong chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, trước hết thì sẽ được hỏi anh đánh giá như thế nào về cái nhu cầu cho con em mình đi du học của các bậc phụ huynh ở Việt Nam, và đứng từ phía cương vị là một người cung cấp những cái sản phẩm bảo hiểm Nhân Thọ cho thị trường Việt Nam, thì anh tại sao bảo hiểm Phú Hưng lại quan tâm đến nhóm khách hàng này? Trước tiên mình cũng phải chia ra là những khách hàng quan tâm đến giáo dục cho con, rồi mình mới nâng hơn một tí xíu là quan tâm đến việc du học của con cái. Thì trước tiên á, là các công ty bảo hiểm và nhìn chung, còn bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng nhìn riêng á, thì luôn luôn đi đúng vào cái tâm lý của khách hàng, đó là tạo ra những cái gói bảo hiểm về giáo dục, nó đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các cha mẹ đều muốn cho con mình ăn học đến nơi đến chốn, thì đó là đáp ứng được cái nhu cầu trước tiên của khách hàng. Thứ hai nữa đó, nếu mà nhìn về mặt chuyên môn á, thì các gói sản phẩm về giáo dục của bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng á, nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu tích lũy tiết kiệm dài hạn, nó đảm bảo cho khách hàng một cái kế hoạch vững chắc và an toàn. Như vậy thì anh, so với những cái hình thức tiết kiệm khác thì việc mua bảo hiểm dành riêng cho con đi du học thì nó có lợi ích gì hơn thưa anh? Mỗi hình thức tiết kiệm thì đều có một cái mặt ưu khác nhau. Thông thường thì người ta có thể so sánh bảo hiểm với lại hình thức tiết kiệm như là ngân hàng, hay là thậm chí đầu tư kinh doanh, hay là chứng khoán chẳng hạn. Thì mỗi hình thức nó đều có, nó bổ trợ cho nhau. Ví dụ đối với hình thức ngân hàng thì nó đáp ứng được cái nhu cầu tiết kiệm ngắn hạn của khách hàng. Còn đối với lại bảo hiểm thì nó tiết kiệm dài hạn. Mặt khác thì nó cũng đảm bảo được cái kế hoạch tài chính rất là dài. Tại vì nếu như đối với tiết kiệm bằng hình thức ngân hàng á, thì người ta có thể bỏ vô rất là dễ, nhưng lấy ra cũng rất là dễ. Thành ra là kế hoạch đó nó đáp ứng được cái nhu cầu tài chính ngắn hạn. Còn đối với bảo hiểm thì bỏ vô một năm có thể là ít, nhưng mà 10 năm, 15 hay 20 năm thì nó rất là nhiều. Và trong khoảng thời gian này người ta không có lấy ra, thì lúc này nó đảm bảo được cái nhu cầu tài chính rất là dài hạn người ta. Và thứ ba nữa đó là đối với lại bảo hiểm á, thì nó có cái yếu tố bảo vệ trong đó. Thì ở đây khi mà các chuyên viên tài chính mà tư vấn cho khách hàng á, người ta cũng phải nên nói đến cái yếu tố bảo vệ. Thì với cái yếu tố này thì khi mà mình nói ra, dĩ nhiên bằng một cái cách rất là tế nhị, nhưng phải nói điều đó thì khách hàng họ cảm thấy được yên tâm. Và lúc này cái mặt mạnh, cái thế mạnh của bảo hiểm được phát huy. Còn nếu như mà mình chỉ nói về tiết kiệm để mai mốt có tiền thì nó cũng hơi giống những hình thức khác, có thể người ta đem lên so sánh được. Nhưng khi nói về bảo hiểm mà đảm bảo được cái tài chính lỡ có rủi ro thì mình không so sánh được nữa, tại vì tất cả các hình thức khác không có yếu tố này. Vậy thì anh, khi các bậc cha mẹ muốn chọn gói bảo hiểm cho con đi du học thì họ nên quan tâm đến những yếu tố nào ạ? Trước tiên là họ phải quan tâm đến cái yếu tố tài chính. Đối với lại từng gia đình thì có một cái khả năng tài chính khác nhau và cái nhu cầu tài chính khác nhau. Trước tiên người ta phải chọn, người ta biết được rằng là khả năng tài chính mình đến đâu ấy, thì mình chọn với cái gói bảo hiểm đó nó phù hợp để mình có thể tiếp tục. Ví dụ như là nếu như mình được tư vấn rằng là với một cái gói bảo hiểm rất là cao, có thể là 5-7 tỷ đi chẳng hạn, so với lại một cái mặt bằng chung thì nó hơi cao. Thì đối với một cái gia đình bình thường thì người ta cảm thấy rất thích, nhưng mà để một năm phải đóng một cái phí bảo hiểm có thể lên vài chục triệu hay cả trăm triệu thì đối với gia đình đó nó không phù hợp, và cái chương trình này nó sẽ bị ngắt ngang giữa chừng. Có thể một năm hay hai năm người ta theo, rồi sau đó người ta đành phải hủy hợp đồng trước thời hạn. Và như chúng ta biết rồi thì bất cứ một cái
trường hợp hủy hợp đồng trước thời hạn nào đó thì cũng thiệt thòi. Thiệt thòi không phải chỉ cho khách hàng mà kể cả cho công ty bảo hiểm nữa. Thì yếu tố đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là bảo vệ. Thì cái bảo vệ thì mình cũng phải xem coi là nó phù hợp ở mức độ nào. Ví dụ như một người họ nói rằng là tôi muốn được bảo vệ trong mọi trường hợp, thì điều đó là tốt. Tuy nhiên nó lại quay ngược lại vấn đề là cái tài chính của anh có đáp ứng đủ hay không, hay là mình chỉ chọn một vài cái trường hợp được bảo vệ thôi. Ví dụ như một cái tai nạn thông thường bị trầy tay giày chân không thì muốn được bảo vệ cũng được vậy, nhưng mà mình phải trả phí thêm. Hay là nằm bệnh viện có thể là sơ sơ thôi mà cũng phải yêu cầu bồi thường, thì lúc này mình phải trả cái chi phí cao. Tuy nhiên ví dụ như là họ nghĩ đến chuyện là tôi muốn được bảo hiểm trong trường hợp bi đát nhất chẳng hạn, đó là rủi ro tử vong cho người trụ cột hoặc là bệnh hiểm nghèo cho người trụ cột, thì trong trường hợp đó khó có thể tiếp tục cái con đường của đứa trẻ nếu như không có sẵn bảo hiểm hoặc không có sẵn một cái số tiền nào đó ở nhà có sẵn. Đó, thì khi mà lựa chọn cái gói bảo hiểm thì cũng để ý đến là cái mặt bảo vệ nó có phù hợp với mình, thì lúc đó mình sẽ cái bảo hiểm đó nó đã phát huy cái tác dụng tốt nhất. Điều thứ ba đó là mình phải xem coi là có thể là bây giờ cái nhu cầu mình, cái khả năng mình có thể không đáp ứng đủ, nhưng mà về sau nó có thể đáp ứng đủ thì tính làm sao? Chẳng lẽ mình hủy cái hợp đồng cũ đi à? Thì trong những trường hợp này các bậc phụ huynh cũng nên tìm một cái gói giải pháp nào mà có thể linh động để có thể tăng số tiền bảo hiểm, tăng phí bảo hiểm mà không phải hủy cái hợp đồng bảo hiểm cũ, như vậy nó sẽ thiệt hại. Đó, thì hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều công ty bảo hiểm đưa ra những cái hình thức như thế này, không chỉ là đáp ứng được cái nhu cầu tại thời điểm đó, mà nếu như kế hoạch có thay đổi tăng hay giảm về số tiền bảo hiểm, tăng hay giảm về phí bảo hiểm, cái khả năng tài chính khác nhau từng thời điểm thì cũng phải được linh động theo. Một câu hỏi cuối cùng, anh nhận định như thế nào về cái sự tăng trưởng của dòng bảo hiểm giáo dục tại Việt Nam hiện nay? Đối với lại cái dòng bảo hiểm giáo dục á, hiện nay nó càng gần đi sát với lại cái nhu cầu thực tế của khách hàng. Ví dụ khi các công ty bảo hiểm mới bắt đầu đặt chân vào khoảng chừng hơn 15 năm trước đây, người ta chỉ nghĩ đến chuyện rằng là mua bảo hiểm cho con để tích lũy tiết kiệm, rồi lỡ trường hợp rủi ro đối với con thì được bồi thường. Rồi đối với cha mẹ thì sao? À, lúc đó người ta mới nghĩ đến chuyện rằng là được miễn thu phí. Đó là người ta kết hợp thêm một cái yếu tố được miễn thu phí bảo hiểm trong trường hợp người trụ cột bị rủi ro tử vong chẳng hạn. Như vậy thì thật ra nó cũng chưa đủ. Tại vì trong trường hợp ví dụ người cha đóng tiền cho con, rồi người cha lỡ rủi ro tử vong, thì nếu như được miễn thu phí thì đứa con nó vẫn có thể tiếp tục được, nhưng mà cuộc sống của nó cũng khó khăn. Nó phải sống từ lúc 5-7 tuổi cho đến 18 tuổi. Vậy thì sống bằng cái gì bây giờ? Trong trường hợp này nó có thể nghỉ ngang, nó không có thể nào đến trường được vì lý do là nó phải lo cho cuộc sống của nó. Có thể là người mẹ, có thể là một người chú, người bác nào đó lo, tiếp tục lo cho cuộc sống của nó. Nhưng mà lo như vậy thì tới khi nó 18 tuổi thì cũng không có thể nào lấy tiền ra, thì lúc đó cũng muộn rồi. Vì nó không được đi học tiếp tục từ lúc 5-7 tuổi cho đến 18 tuổi. Vậy thì các hãng bảo hiểm cũng cố gắng rằng là thêm một cái yếu tố là bảo vệ thêm cho người cha và người mẹ. Và ngoài ra, trong trường hợp là người cha người mẹ rủi ro bị tử vong thì ngoài cái số tiền được trả lại, được bồi thường, thì tới cái thời điểm cần thiết, ví dụ như là lúc nó học đại học là 18, 19, 20, 21 thì chẳng hạn, thì vẫn được nhận tiền như mong đợi, thì như vậy đó thì kế hoạch bảo hiểm nó mới hoàn hảo. Thì hiện nay các công ty bảo hiểm cũng đang đi theo cái hướng này, nó đi theo từng giai đoạn. Ví dụ mới bắt đầu thì người ta chỉ nghĩ một cái yếu tố
đơn giản thôi, rồi sau đó càng lúc càng phức tạp hơn. Nhưng cái phức tạp này nó đáp ứng đúng cái nhu cầu của khách hàng, đúng với cái tình trạng lỡ có rủi ro thì cái gói bảo hiểm nó phát huy tác dụng tốt nhất. Dạ vâng, xin cảm ơn Hải rất nhiều. Thưa quý vị, cuộc trao đổi vừa rồi với anh Phan Phúc Hải là trưởng phòng huấn luyện kinh doanh của công ty bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng cũng đã tạm khép lại phần 2 của chương trình chuyên mục tài chính cuối tuần ngày hôm nay. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ đến với phần điểm tin.